A về danh Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện năm tải ngay A về Chào mừng tất cả các em đã đến với phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi của bộ sách ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo Ở buổi hôm trước, cô đã hướng dẫn chúng ta tìm hiểu văn bản đọc, học thầy, học bạn Và chúng ta đã thấy được vai trò của việc học tập từ những người xung quanh mình ở bài học thứ hai này, chúng ta sẽ tiếp tục nhìn thấy những góc nhìn khác của cuộc sống. Chúng ta sẽ tìm hiểu và trả lời văn bản đọc bàn về nhân vật thánh gióng của tác giả Hoàng Tiến Tự. Câu hỏi ở trong phần 1 chuẩn bị đọc như sau. Em đã đọc truyện Thánh Gióng trong bài Lắng nghe lịch sử nước mình. Hãy chia sẻ với các bạn ấn tượng của em về nhân vật Thánh Gióng. Cô tin chắc rằng tất cả các em đều có một ấn tượng rất tốt đối với nhân vật Thánh Gióng và có thể trong trí nhớ cũng như là trong suy nghĩ của mỗi chúng ta, ai cũng ao ước có thể làm được một điều gì đó lớn lao giống như là nhân vật. Các em có thể chia sẻ những ấn tượng như sau: Thánh Gióng là một nhân vật trong truyền thuyết. Ban đầu mẹ nuôi cậu mãi không lớn, nhưng sau giặc Ân xâm lược, Thánh Gióng lớn nhanh như thổi, sông pha ra trận đánh giặc. Sau khi chiến thắng, thánh gióng đã bay về trời và để lại câu chuyện truyền thuyết cho tới tận bây giờ. Các bạn cũng có thể nêu ra những ấn tượng khác của mình. Ở đây cô chỉ hướng dẫn chúng ta tham khảo và các em sẽ chủ động viết ra những ấn tượng chân thật thành của mình sau khi mà chúng ta đã được đọc. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang phần 2, trải nghiệm cùng văn bản. Câu hỏi ở đây đó chính là điều gì đã làm nên sự phi thường của nhân vật thánh gióng để có thể giải mã được câu hỏi này, các em cần phải chú ý kỹ điều gì đã làm cho thánh gióng có một sự thay đổi rất là đột ngột và điều đó chúng ta sẽ thấy đã tác động để tạo nên một thánh gióng phi thường, gây ấn tượng mạnh cho bạn đọc. Cụ thể, là một người anh hùng với sức mạnh phi thường, bởi vậy sự ra đời của thánh gióng cũng thật khác thường, không phải được mẹ mang 9 tháng 10 ngày mà giống được mẹ sinh sau một lần ướm thử và vết chân lạ. Mang thai đến 12 tháng mới hạ sinh được gióng. Không dừng lại ở đó, gióng sinh ra khôi ngô, tuấn tú, nhưng đã lên ba mà vẫn đặt đâu ngồi đó, không biết nói, cũng chẳng biết cười. Có lẽ đây chính là dấu hiệu của một con người phi thường. Tiếng nói đầu tiên của gióng cho thấy ý thức và trách nhiệm của một công dân trước vận mệnh dân tộc ấy là tiếng nói, đòi đi đánh giặc. Qua tiếng nói của gióng, các tác giả dân gian gửi gắm tinh thần, ý thức đánh giặc, cứu nước của dân tộc ta. Dù là một cậu bé còn rất nhỏ tuổi, nhưng tinh thần ấy đã rất cuột cường và thực sự là gây ấn tượng cho người đọc. Sau đây, chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang giải quyết những câu hỏi cụ thể liên quan đến văn bản ở mục 3, suy ngẫm và phản hồi câu hỏi đầu tiên mở đầu cho phần này đó chính là tác giả đã nêu ý kiến gì về nhân vật thánh gióng chúng ta hãy đọc kỹ cho cô văn bản này các em cần phải tìm ra được ý kiến của tác giả về nhân vật có thể đưa ra như sau nhân vật được xây dựng rất đặc sắc vừa là một anh hùng phi thường với vẻ đẹp lý tưởng vừa là một con người trần thế với những vẻ đẹp giản dị gần gũi Chuyển sang câu hỏi số 2. Hãy xác định lý lẽ bằng chứng mà tác giả đưa ra để củng cố ý kiến của mình và điền vào bảng sau. Chúng ta sẽ tìm ra những ý kiến trước tiên. Ý kiến 1 các em có thể tham khảo ở đây đó là Thánh Gióng là một người anh hùng phi thường. Tiếp theo là các em tự tìm ra những ý kiến nữa liên quan đến nhân vật Thánh Gióng. Điều quan trọng ở đây là các em cần chỉ ra được cụ thể lý lẽ và bằng chứng liên quan đến các ý kiến này. Đánh giá về nhân vật Hãy phân biệt cho cô Lý lẽ thì sẽ là những Định hướng để làm rõ ý kiến Bằng chứng thì sẽ là những dẫn chứng Cụ thể để ý kiến đó Trở nên thuyết phục Cô gợi ý cụ thể Ý kiến 1 Thanh gióng là một người anh hùng phi thường Chúng ta sẽ chỉ ra lý lẽ ở đây Sự phi thường của nhân vật gióng Thể hiện qua những chi tiết Về sự thụ thai thần kỳ của bà mẹ gióng Bằng chứng cụ thể, mẹ gióng bắt đầu mang thai khi sau khi bà ướm thử bản chân mình vào vết chân lạ. Bà mang thai gióng 12 tháng mới sinh. Ý kiến 2. Nhân vật thành gióng thể hiện sức mạnh của nhân dân trong công cuộc giữ nước. Lý lẽ ở đây đó là lực lượng chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta tiềm ẩn trong nhân dân, tương tự như chú bé làng gióng, nằm im không nói không cười bằng chứng cụ thể. Khi có giặc thì tiếng gọi ấy đã tập hợp, thức tỉnh tất cả các lực lượng của dân tộc và làm nên kỳ tích. Chuyển tiếp sang phần giải quyết yêu cầu của câu hỏi số 3. Trước tiên các em hãy đọc kỹ yêu cầu như sau. Trong đoạn văn sau, câu nào thể hiện lý lẽ, câu nào thể hiện bằng chứng. Các em tham khảo đoạn văn ở đây. Quá trình ra đời trưởng thành và chiến thắng giặc ngoại xâm của gióng đều gắn với những người dân bình dị dù có siêu nhiên kỳ ảo đến đâu gióng vẫn phải nằm trong bụng mẹ dù là mấy tháng vẫn phải uống nước ăn cơm với cà dù là mấy năm vẫn phải mặc quần áo bằng vải của dân làng phù đồng dù là cỡ rộng đến đâu và ngay cả ngựa sắt roi sắt áo giáp sắt của gióng cũng là do vô hùng tập hợp những người thợ rèn tài giỏi ở trong nước đúc nên. Yêu cầu của câu hỏi này có thể sẽ khiến cho chúng ta hơi bối rối. Bởi vì bình thường là chúng ta sẽ tự tìm ra lý lẽ và bằng chứng. Nhưng ở đây, người ta cho sẵn một đoạn văn và các em sẽ phải làm nhiệm vụ là tìm ra được câu nào thể hiện lý lẽ hay là câu nào thể hiện bằng chứng. Các em cần đọc kỹ. Trước tiên cô gợi ý ở đây là chúng ta cần phải xác định được ý kiến hay là quan điểm. Là gì. Sau đó thì các em mới tìm ra cụ thể những câu thể hiện rõ ý kiến ấy và sau đó là chúng ta đưa ra dẫn chứng cụ thể. Cô gợi ý cụ thể như sau. Câu thể hiện lý lẽ đó chính là quá trình ra đời, trưởng thành và gióng đã chiến thắng giặc ngoại xâm đều gắn liền với những người dân bình dị các câu thể hiện bằng chứng ở đây chúng ta có thể liệt kê ra dù có siêu nhiên kỳ ảo đến đâu gióng vẫn phải nằm trong bụng mẹ dù là mấy tháng vẫn phải uống nước ăn cơm với cà dù là mấy năm vẫn phải mặc quần áo bằng vải của dân làng phù đồng dù là cỡ rộng đến đâu và ngay cả ngựa sắt roi sắt áo giáp sắt của gióng cũng là do vua hùng tập hợp những người thợ rèn tài giỏi ở trong nước để đúc nên Tiếp theo chúng ta cùng giải quyết yêu cầu của câu hỏi số 4. Hãy tóm tắt nội dung văn bản bằng một đoạn văn khoảng 150 chữ. Các em hãy lưu ý ở trong cõi số 4 này, chúng ta cần phải đảm bảo cả yêu cầu về hình thức và nội dung. Hình thức ở đây yêu cầu chúng ta viết một đoạn văn chỉ khoảng 150 chữ. Các em sẽ phải ướm xem với đoạn văn này mình sẽ viết khoảng bao nhiêu dòng. về hình thức thì các em cần lưu ý nữa mở đầu đoạn văn thì chúng ta cần phải lùi ô kết thúc đoạn văn các em có dấu chấm để khép lại và các câu trong đoạn văn phải tập trung làm rõ một chủ đề nào đó trong khi viết đoạn văn thì các em không được xuống dòng một lần nào về nội dung thì chúng ta cần phải đảm bảo yêu cầu đó là cần tóm tắt văn bản để có thể tóm tắt được các em cần lựa chọn ra những sự việc tiêu biểu nhất cô hướng dẫn cụ thể một đoạn như sau. Thanh gióng là một nhân vật phi thường, thể hiện lý tưởng của nhân dân về người anh hùng đánh giặc cứu nước. Điều đó được thể hiện từ sự thụ thai thần kỳ của mẹ gióng. Ướm thử bàn chân vào vết chân khổng lồ và bà đã mang thai, nhưng 12 tháng sau bà mới sinh ra gióng. Gióng 3 tuổi vẫn chưa lớn, cứ như một đứa trẻ. Khi chưa có giặc, Gióng chỉ là đứa trẻ nằm im không biết nói, không cười. Khi nghe tiếng gọi của non sông đất nước, gióng lớn nhanh như thổi và cất lời nhận nhiệm vụ đánh tan giặc Ân, đánh thắng trận, gióng đã bay về trời. Cô hy vọng rằng thông qua đoạn văn tham khảo này thì chúng ta có thể tự định hướng những sự việc chính và các em sẽ chủ động viết bằng lời của mình để tóm tắt nội dung văn bản. Hãy luôn nhớ những yêu cầu về nội dung và hình thức để chúng ta có thể đảm bảo Tiếp theo là câu hỏi số 5. Các em hãy chú ý cho cô ý kiến ở đây. Những góc nhìn, cách hiểu khác nhau của tác giả về nhân vật Thành Gióng giúp chúng ta hiểu văn bản sâu hơn. Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao? Trước tiên các em cần lưu ý, với dạng câu hỏi nêu ý kiến thì chúng ta có thể đưa ra phương án đồng tình hoặc không đồng tình. Nhưng chúng ta cần phải đọc kỹ ý kiến đó để lựa chọn phương án cho hợp lý. Sau đó, các em cần phải giải thích được vì sao mình lại chọn phương án đồng tình hoặc vì sao mình lại chọn phương án là không đồng tình với ý kiến. Cô gợi ý cụ thể trả lời ở câu hỏi số 5 này. Với ý kiến này thì cô sẽ hướng dẫn định hướng cho chúng ta đó là em nên đồng ý với ý kiến của tác giả. Lý do ở đây bởi vì ở mỗi góc nhìn khác nhau, người đọc có thể cảm nhận, xem xét nhân vật dưới một góc độ khác nhau. Cho nên, có thể có rất nhiều cách nhìn, cách hiểu về nhân vật thánh gióng. Và từ đó thì giúp cho người đọc có thể có một cách nhìn đa dạng hơn. Chúng ta có thể cảm thấy đồng tình hoặc chúng ta cũng cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn. Quan trọng là chúng ta sẽ phải lựa chọn ra ý kiến nào mà các em thấy hợp lý. Như vậy, một số định hướng ở trong phần suy ngẫm và phản hồi vừa rồi thì cũng đã khép lại nội dung của bài hướng dẫn bài đọc số 2 ngày hôm nay. Cảm ơn các em đã chú ý, lắng nghe và theo dõi. Chúc các em làm tốt bài tập của mình. Hẹn gặp lại các em ở trong những phần hướng dẫn tiếp theo. Khóa học về sách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt